tác dụng của rau đắng. Rau đắng được sử dụng phổ biến trong bữa ăn gia đình. Không những thế, rau đắng còn là vị thuốc giúp phòng và trị một số bệnh thường gặp. Đồng thời, nó còn là loại thực phẩm giúp giảm béo hiệu quả. Dưới đây là một số tác dụng của rau đắng. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Tăng khả năng nhận thức. Rau đắng thường được gọi là cây càng tôm, cây xương cá, cỏ răng lợi. Rau đắng có khả năng kích thích não bộ, đặc biệt là trí nhớ và khả năng tập trung. Đây được coi là lợi ích sáng giá của loại rau này. Trong rau đắng có những hợp chất hữu cơ giúp kích thích các phản ứng sinh học trong não, nhờ đó mà tăng cường khả năng nhận thức, chống rối loạn nhận thức. Rau đắng được chứng minh là có hiệu quả trong việc làm giảm các nguy cơ rối loạn nhận thức ở tuổi già như chứng mất trí và bệnh Alzheimer. Trong rau đắng có một yếu tố kích thích cơ chế sản sinh các phản ứng sinh học trung hòa mới, làm giảm tình trạng stress, oxy hóa trong não, giúp tâm trí luôn minh mẫn khi tuổi tác tăng lên, giảm lo âu và căng thẳng. Nhờ những hoạt chất có tác động tích cực đến việc cân bằng hormone gây căng thẳng cho cơ thể, rau đắng có khả năng giúp bạn giảm lo lắng và những cảm xúc tiêu cực. Khi tinh thần bất ổn, có thể nhai 2-3 cọng rau đắng sẽ giúp bạn bình tĩnh hơn. Sử dụng rau đắng còn tránh được các tác dụng phụ thường thấy trong các bài thuốc cổ truyền. Khả năng chống viêm. Rau đắng có khả năng kháng viêm, giảm sưng và ngừng sự kích thích. Do đó, rau đắng hỗ trợ rất tốt cho những người bị viêm khớp, bệnh gút và các bệnh viêm khác. Tác dụng thông tiểu. Dùng 40g rau đắng nấu nước uống. Ngoài ra, nếu kết hợp rau đắng với cỏ tranh hay mã đề có thể chữa sỏi nhỏ, sỏi ở bàng quang. Bạn dùng 60g rau đắng kết hợp 10g rễ cỏ tranh hay 10g mã đề. Chứa chất chống oxy hóa. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong rau đắng có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa rất tốt cho cơ thể. Chất chống oxy hóa giúp loại bỏ các gốc tự do gây ra nhiều bệnh tật cho bạn. Trong đó có bệnh ung thư, giúp tăng cường quá trình trao đổi chất. Bên cạnh đó, rau đắng còn có khả năng chống lại loại độc tố nguy hiểm gây ra các bệnh thoái hóa thần kinh là S-glutamine. Vấn đề về hệ tiêu hóa. Rau đắng cũng được dùng trong các bài thuốc truyền thống để trị bệnh viêm loét dạ dày và hội chứng ruột kích thích. Ăn rau đắng có thể làm giảm bớt tình trạng viêm trong ruột và ngăn ngừa nhiều bệnh về đường tiêu hóa. Bệnh động kinh. Từ lâu, rau đắng đã được sử dụng trong phương thuốc điều trị chứng động kinh. Nhiều chuyên gia cho rằng, hợp chất trong rau đắng có tác dụng tích cực đến phản ứng trung hòa, giúp ngăn ngừa cơn động kinh, cũng như các dạng bệnh khác về thần kinh, bao gồm rối loạn lưỡng cực và chứng đau dây thần kinh. Đây là một số tác dụng của rau đắng mà chúng tôi giới thiệu cho các bạn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cập nhật thêm nhiều bài viết bổ ích về rau đắng trong lần sau. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Vì sao ăn bí đỏ đều đặn, cả năm bạn không cần tới thuốc? Bí đỏ, bí ngô không chỉ là loại quả hết sức quen thuộc trong bữa ăn thường ngày của chúng ta mà còn nhiều công dụng cho sức khỏe. Bí đỏ, bí ngô thuộc gia đình nhà họ bào bí, thường có màu cam hoặc vàng. Màu sắc càng đậm thì lượng beta carotene trong bí càng dồi dào. Quan điểm phổ biến nhất vẫn cho rằng bí ngô có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Tuy nhiên, bí ngô đã dần trở thành một loại rau củ được sử dụng trên khắp thế giới và là thực phẩm giàu dưỡng chất mà lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ngay cả hạt bí ngô cũng đã được chứng minh là có công dụng chữa trị nhiều căn bệnh. Hầu hết các bộ phận của bí ngô như dây, lá, hoa, quả non, quả chín, hạt đều có thể dùng làm thức ăn được. Mỗi bộ phận của bí lại có những lợi ích khác nhau. Tuy nhiên, chúng đều có điểm chung là rất tốt cho sức khỏe, giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và các chất chống oxy hóa. Đặc biệt, các bộ phận của bí dùng làm thức ăn đều có hàm lượng calo thấp,
nên đều có thể đưa vào thực đơn ăn kiêng của mỗi người. Y học cổ truyền gọi bí ngô là nam qua, vị ngọt, tính bình, quy kinh tỳ, vị và đại trường. Tác dụng bổ khí, kiện tỳ, hòa vị, sinh tân, chỉ khác và nhuận trường. Ngày nay, khoa học còn tìm ra rất nhiều tác dụng khác của bí ngô như hỗ trợ điều trị tiểu đường, giúp giãn mắt, hạ áp, có lợi cho tim mạch và giảm béo. Trong số các loại quả, bí ngô là nhà vô địch về hàm lượng sắt, giàu vitamin A, muối khoáng cũng như các chất axit hữu cơ. Axit ascorbin có trong bí đỏ giúp tránh cảm, vitamin nhóm B giúp đấu tranh với mệt mỏi, cáu giận và mất ngủ, củng cố tóc và móng chân, tay. Tác dụng phòng ngừa của bí đỏ: tốt cho xương và mắt. Bí đỏ giàu carotin trong cơ thể, loại chất này được chuyển hóa thành vitamin A giúp duy trì thể lực. Chất khoáng và canxi, natri, kali có trong bí đỏ có tác dụng đặc biệt với người già và người bệnh huyết áp, giúp ngăn ngừa loãng xương và tăng huyết áp. Hơn nữa, nó còn chứa magie, phốt pho, sắt, đường mangan, crom và nhiều yếu tố khác giúp xương phát triển, tốt cho tim mạch. Hạt bí đỏ giàu chất phyterol và những axit béo omega 3, omega 6 tốt cho sức khỏe. Những chất này có tác dụng làm giảm lượng cholesterol xấu, giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch và huyết áp, chống lão hóa. Loại rau củ này cũng được xem là loại thực phẩm có khả năng chống lão hóa hiệu quả nhờ vào sự hiện diện của các chất alpha carotene, vitamin A, C và kẽm. Đây chính là những hợp chất có thể làm chậm quá trình lão hóa, giảm cân. Bí đỏ chứa hàm lượng calo và chất béo rất thấp, là một thực phẩm giàu chất xơ. Bí đỏ chính là một thực phẩm lý tưởng cho những người thừa cân, béo phì. Ngăn ngừa tiểu đường. Bí đỏ là thực phẩm tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Bí đỏ có tác dụng làm hạ độ đường huyết trong máu của bạn, vì vậy giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Ngoài ra, bí đỏ còn có tác dụng ngăn ngừa khả năng phát triển thành mãn tính của những người đã bị bệnh tiểu đường, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy những hiệu quả tích cực của bí ngô trong việc làm giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa hàng điểm. Một căn bệnh về mắt có thể dẫn đến mù lòa. Khả năng này của bí ngô xuất phát từ sự có mặt của các chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin, vốn có thể trung hòa các gốc tự do nằm trong thủy tinh thể, tốt cho não bộ. Trong bí đỏ có chứa chất cần thiết cho hoạt động của não bộ là axit glutamine. Chất này có vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng thần kinh, trợ giúp cho các phản ứng chuyển hóa ở các tế bào thần kinh và não. Ngoài ra, đối với phụ nữ mang thai, ăn hạt và hoa bí ngô không chỉ giúp cho thai nhi phát triển tế bào não, tăng cường sức sống cho thai nhi mà còn giúp phòng ngừa và điều trị chứng phù, tăng huyết áp và các biến chứng khác khi thai nhi. Đặc biệt, giúp phòng chống bệnh sốt xuất huyết sau khi đẻ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mười cách trị mũi đốt ngay tức thì, không cần bôi thuốc, không cần tìm đâu xa, chỉ cần dùng một số nguyên liệu có sẵn như hành tây, nha đam, hai tỏi, bôi trực tiếp lên vùng da bị mũi đốt. Sau 30 phút, vết sưng ngứa sẽ biến mất. Mũi đốt thường để lại vết sưng nhỏ trên da, kèm theo đó là cảm giác ngứa ngáy rất khó chịu. Tuy nhiên, ít ai biết rằng khi hút máu, mũi đã truyền vào cơ thể chúng ta một loại chất giúp ngăn ngừa đông máu. Sau những vết đốt ấy là vết sưng tấy, đau ngứa và thậm chí một số loại mũi còn mang bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đến con người. Vì vậy, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Sau đây là một số biện pháp trị mũi đốt đơn giản mà bạn có thể tìm thấy ngay trong nhà bếp của mình. 1. Nha đam. Gel nha đam không chỉ làm mát vùng da xung quanh vết mũi đốt mà còn làm giảm sưng và ngứa. Với đặc tính chống viêm mạnh mẽ, nha đam sẽ tác động lên vết đốt và làm giảm sưng tấy ngay tức thì. 2. Hành tây. Với vị cay nồng của mình, hành tây có rất nhiều công dụng thần kỳ. Một trong số đó bao gồm cả chữa vết mũi đốt,
Nó có thể làm giảm ngứa và sưng do vết mũi đốt gây ra một cách nhanh chóng. 3. Mật ong. Mật ong có đặc tính kháng khuẩn cực kỳ cao. Vì thế, nó không chỉ giúp làm dịu da sau vết mũi đốt mà còn hỗ trợ trong quá trình kháng khuẩn. 4. Chanh tươi. Trong nước cốt chanh chứa rất nhiều axit, vì thế đây là loại quả hay được áp dụng nhiều nhất trong việc chữa vết mũi đốt, vì nó vừa giúp giảm sưng, ngứa mà còn giảm khả năng miễn dịch vết thương rất hiệu quả. 5. Kem đánh răng. Chất bạc hà chứa trong kem đánh răng có tác dụng giảm viêm nhanh chóng và làm dịu cảm giác ngứa ngáy tức thì. Chỉ cần bôi một lượng nhỏ kem đánh răng lên vết đốt và đợi nó khô, sau đó rửa sạch thuốc đi là đã được kết quả như ý. 6. Xà phòng. Dù xà phòng không phải là một loại thuốc chữa bệnh, nhưng trong nó có chất tẩy rửa. Điều này sẽ khiến cho nước bọt của mũi, nguyên nhân chính gây ngứa cho bạn, sẽ bị rửa trôi ngay tức thì. 7. Tỏi. Tỏi có vị hơi nồng. Khi bôi vài giọt nước lên vết mũi đốt, ngay tức thì vết sưng sẽ giảm ngứa nhanh chóng. Đồng thời, tỏi cũng là một sự lựa chọn thông minh vì mùi vị của nó đồng thời cũng là chất chống mũi tự nhiên. 8. Muối. Muối có đủ trong mình cả. Muối có đủ trong mình cả đặc tính chống viêm và khử trùng. Pha loãng một chút muối vào nước, sau đó bôi lên vết mũi cắn. Nước muối sẽ giúp giảm ngứa và sưng do kích ứng một cách nhanh nhất. 9. Húng quế. Sử dụng húng quế để không chỉ trị vết mũi đốt mà còn ngăn không cho mũi gần bạn. Hãy cọ một lá húng quế vào phần vết sưng, bạn sẽ cảm thấy giảm ngứa và sưng rất nhanh chóng. 10. Giấm. Để tạo ra một dung dịch chứa vết mũi đốt, hãy cho khoảng 3 chén giấm và một ít nước vừa đủ. Sau đó bôi hỗn hợp này lên vết đốt, chắc chắn cảm giác ngứa ngáy và vết sưng sẽ dịu đi tức thì. Bạn có thể sử dụng cả giấm táo hoặc giấm thường để trị vết mũi cắn đều được.